chúng ta chỉ cần sử dụng 16 chế độ vang trên này là hay rồi, giống như Lê Hoàng đang thu trực tiếp á cho anh chị bạn chúng ta nghe đó, 16 chế độ nè đó, thích cái nào thì chúng ta để lại chế độ đó, tùy theo chế độ vang ít nhiều mà chúng ta thích. Xin chào mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Ngày hôm nay, Lê Hoàng xin được phép chia sẻ cho anh chị và các bạn một combo dùng để thu âm, hát livestream phải nói rất là hay, với sự kết hợp giữa con sao cạc XUX-K10 phiên bản kỷ niệm 10 năm và micro nguồn 48V đến từ thương hiệu LHS Audio, đó là con micro L92. Và Lê Hoàng kết hợp với lại một cái nguồn Phantom 48V đến từ thương hiệu NMC Audio. Cái nguồn này là cái nguồn có tích hợp pin sạc luôn, cho nên ở đây anh chị thấy là Lê Hoàng chỉ ghim 2 dây micro vào thôi, và hoàn toàn cái nguồn là không có ghim gì vào điện gia đình hết, nhưng mà vẫn sử dụng bình thường. Và cái nguồn này chống nhiễu, chống rè, âm thanh rất là chuẩn như là anh chị và các bạn đang nghe. Giờ Lê Hoàng sẽ hát cho anh chị bạn chúng ta cùng nghe nha. Đã cố gắng chẳng nghĩ về em, cho anh thôi cô đơn trong lòng, mà sao lại mơ nhiều hơn thấy bóng dáng em mỗi đêm về. Đã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm, sao chẳng anh cứ mãi đi tìm về nơi mà ta thường qua, đã có những yêu dấu nhạt nhòa. Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại, nhưng dường như anh hoài chưa quên, và dường như đâu đâu anh cũng thấy em. Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng, cho anh thêm còn câu nỗi nhớ. Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ. Đó thì chị và các bạn chúng ta cũng thấy là ở đây Lê Hoàng đang kết hợp giữa con sao cạc K10 cũng như là micro L92 nguồn 48V. Trước tiên thì Lê Hoàng xin được phép chia sẻ một tí về micro L92 nguồn 48V này. Chúng ta cùng thấy là micro có kiểu dáng vô cùng sang trọng à, và nó có một cái độ dài như thế này ha, hơn 18cm. Và đặc biệt là gì, micro có một cái kiểu dáng rất là đẹp như thế này ha, và có một cái shock mount bằng kim loại bao quanh bên ngoài, tạo cho chúng ta một cái gì đó phải nói là rất là chuyên nghiệp khi chúng ta quay phim lên, giống như trên video anh chị và các bạn chúng ta đang xem. Micro L92 này thì sử dụng màn lớn đến 34mm. Chính vì thế là sẽ cho chúng ta một chất âm phải nói là trong trẻo, chi tiết, chân thật nhất khi chúng ta thu vào. Và micro có hỗ trợ thêm rè âm bên trong cái phần mạch của micro, cũng như là chip hiện đại, cho nên là tất cả mọi thứ phải nói là rất là hoàn hảo. Đặc biệt là cái phần vỏ hộp của micro á, anh chị bạn cũng xem các clip Lê Hoàng đã review trước đó rồi ha, vỏ hộp rất là chắc chắn, hộp kim loại có chống sốc nè. Rồi bên trong thì sẽ có đi kèm thêm một cái dây micro Canon dài 3m cho anh chị và các bạn. Rồi cái con K10 này á thì nó là cái dòng sao cạc phải nói là quốc dân rồi ha. Con này nó có 16 chế độ vang, eco, reverb, delay đầy đủ hết trơn luôn. Và ở đây nè, chúng ta có thể chuyển đổi được cái chế độ vang tỷ nè. Lê 6 7 1 2 3 4 5 6 à, nghĩa là nó tích hợp sẵn hết trên này rồi. Chúng ta chỉ cần là chọn cái chế độ chúng ta thích, rồi chúng ta để là chúng ta hát thôi. Rất là hay luôn. Ngoài ra anh chị và các bạn, chúng ta muốn chuyên sâu hơn về kỹ năng mix nhạc thu âm thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm phần mềm. Còn đối với anh chị và các bạn nào chúng ta không rành về công nghệ á, thì không cần xài phần mềm. Chúng ta chỉ cần sử dụng 16 chế độ vang trên này là hay rồi, giống như Lê Hoàng đang thu trực tiếp á cho anh chị bạn chúng ta nghe đó, 16 chế độ nè đó, thích cái nào thì chúng ta để lại chế độ đó, tùy theo chế độ vang ít nhiều mà chúng ta thích. Rồi combo nó có K10 nè, rồi micro L92, rồi ví dụ như dây thu âm livestream XUX-MA2 đó, vậy này ha. Rồi ở đây thì nhớ là Lê Hoàng đang sử dụng một cái nguồn 48V pin sạc ha.
Ví dụ như đang xài mà hết pin á, thì chúng ta có thể ghim cái dây sạc vô giống vậy nè, đó, để chúng ta sạc cho nó luôn. Hoặc là đi chơi xa đâu đó chúng ta chỉ cần sạc đầy thôi là chúng ta đem theo chúng ta xài, rất là tiện lợi luôn đó. Rồi, một cái điểm phải nói là rất là đặc biệt ha, đó là cái nguồn 48V pin sạc đây nè. Anh chị bạn thấy không, trong một cái combo thu âm Hotline á, bên Lê Hoàng cũng sẽ đầu tư cho anh chị và các bạn, ngoài những cái micro sao cạc chất lượng thì những cái điểm này cũng rất là quan trọng nè, đó chính là cái dây. Ví dụ như cái dây á, Lê Hoàng cũng sẽ sử dụng dây cao cấp, chứ Lê Hoàng không có sử dụng mấy cái dây mà gọi là rẻ tiền, nói thẳng là như vậy. Tại vì một cái bộ thu âm hay, sao cạc hay, micro hay mà những cái dây chất lượng thấp á, nó sẽ làm cho cái sản phẩm của chúng ta nó kém chất lượng đi theo luôn. Chính vì vậy là Lê Hoàng sẽ để những cái phụ kiện dây nhựa cao cấp hết vào cho anh chị và các bạn. Mặc dù giá nó sẽ nhỉnh hơn thị trường một tí, nhưng mà trên clip nào Lê Hoàng cũng có chia sẻ điều đó. Anh chị bạn mua một combo về phải nói là rất là đáng đồng tiền bát gạo. Từ sản phẩm, rồi dây nhựa, rồi micro, mọi thứ hết. Và ví dụ như cái chân kẹp bàn đi, Lê Hoàng cũng sử dụng của hãng NMC Audio. Rồi, cái màn lọc âm cũng vậy, anh chị bạn thấy này, nó không có che mặt của chúng ta, tại vì đây là cái màn lọc âm cải tiến, nó rất là gọn nè, rất là gọn, chứ không phải như những cái màn hồi xưa nó to thế này nè, để vô cái là che mất tiêu cái mặt luôn. Đó, mọi thứ đều ok hết cho anh chị và các bạn. Thì những cái sản phẩm này Lê Hoàng đã có các clip hướng dẫn chia sẻ hết cho anh chị và các bạn rồi. Yêu thích sản phẩm này nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 0989737960, có Zalo, cũng như anh chị bạn chúng ta có thể đặt hàng trực tiếp tại website lehoangstudio.com. Và nhớ đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh YouTube cũng như cái chuông bên cạnh, để khi Lê Hoàng có đăng clip lên á thì quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ nhận được ngay lập tức luôn nha. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.